Ok, đưa cái chụp like mới nhất, tải cái phần mềm này về này. VPN này. Đó, kéo xuống đây. Chọn cái này này. Phần mềm này. Đó. Cài đặt nó về. Nhưng mà hiện tại thì Indo là vẫn chưa chụp được, vì vào Indo nó rất là khó khó chụp, nên là bây giờ hiện tại chỉ chụp được Ấn Độ thôi. Indo rất khó chụp đấy, không mở nó ra này, tải về thì nó như này. Ở máy đây, mở ra này. Đó, không có kéo xuống dưới bên dưới cùng này, dưới cùng có này này, nhấn vào đó cho nó quảng cáo khoảng 5 giây. Cáo xong thì tắt nó đi. Đó, ông nhấn vào cái bên dưới cùng đó, xong mình chọn xuống, kéo chọn. Đấy, chọn India. India kết nối. Đó, đã kết nối rồi. Đó, đã kết nối. Đó, đã nó báo đã kết nối rồi. Đó, mình chuyển sang Star Marker rồi. Tìm Ấn Độ à, chụp được. Sang Ấn Độ chụp được. Còn hiện tại thì Indo là chưa. Vào chụp thử nhưng mà chưa được. Đây, Ấn Độ. Và Ấn Độ chụp là được. Tiếc là bây giờ không ai đập, nên là mình chưa chụp thử, nhưng mà lúc ấy mình đã thử thử nghiệm, đã chụp được rất nhiều rồi nhé. Đã chụp thử.